Em nhìn không? Tầm này tối em nhìn kính lái, kính sườn có bị tối không? Anh nhìn thấy Rồi, ok đấy. ok, rất ok rồi. Và nó trong. Đúng. Hợp lý. Tức là đúng cái nhu cầu của mình cần. Nhưng À, đằng trước này thì làm sao vẫn bao quát được mà báo đấy, ở camera ngoài kia có kìa. phạt nguội. Vâng. Đó thì là mình vẫn bao quát được hai bên gương hậu này, hai gương cánh này. Và cái dàn kính sau nhá, rõ ràng bên ngoài mình nhìn vào rất khó nhưng mà em đá Em kính nhìn hậu ra trong này, rồi, đây trong đúng đá không? kính hậu này. Đấy. Vẫn đang nhìn rất thoải mái mà trời bây giờ là đang trời sầm xì rồi nhá, đây là đang khoảng trời quáng gà rồi nhá. Hôm trước anh có trò chuyện với Hồng Đăng ấy. Vâng. Mặt trước trong, mặt sườn là mình chọn mã trong. Vâng. Nhưng cái mặt này này, nhìn ở ngoài thì không thấy gì. Không Mà nhìn thấy trong đúng không? rất khó thấy đúng không? Nhưng mà nhìn từ bên này sang này, rõ một một đây. Vâng. Đây rõ một một. Đây em thử mở lại nhé, cho để bạn quay phim bạn quay ngược lại đây. Nhìn ngoài vào trong khó thấy đúng không? Nhìn trong ra ngoài là thấy luôn này. Cái đấy là cái mình thích ở cái khoang sau. Chi phí giá cũng hợp lý, 9 triệu rưỡi nhỉ? Ở đâu dòng này là chỉ có 8 triệu. Đây anh ạ, 8 gói triệu. Nâng cấp là 11 triệu mấy và nói chung là giá anh thấy là khá là hợp lý, cạnh tranh. Cái này anh nghĩ non à, cái lớp keo bị tách à, bị tách à. Thực ra thì những cái dòng này bởi vì nó ông cụ quá rồi. Anh thấy cái mùi keo. Những cái phim, những cái phim lởm nó sẽ có cái mùi đấy. Không dám uệ trước ống kính. Con này cũng đang dán phim à? Vâng, đang dán phim. Cũng là phim Photoshin này. Photoshin. Sau dán nó còn VinFast nhá. Vâng, ok. Sorento mình lắp rồi, dán rồi mà. Thực ra nhưng mà mã này bác này chọn là mã sau là cũng à đây đó. Đấy, cũng tối đây anh. À cũng giống vậy. Đây này, mặt trước này. À đây đang lấy form, đang thì bây giờ mới bắt đầu sấy anh ạ. Đây mình vẫn thích. Tức là cái hiệu quả về cách nhiệt ấy, mùa hè mình sẽ chia sẻ tiếp. Vâng. Nhưng mà đây mọi người đứng đây rất rõ nhất này. Qua bên thảo ra bên này. Đấy, để em mở bên này cho. Đây đứng góc này nó mới thấy được này. Đây mình rất thích là cái không gian riêng tư này, mình đứng mình soi gương này các bạn này. Đó, chỉnh này. Nhìn vào trong gần như là không thấy gì. Rất là khó thấy. Nhưng mà từ phía bên kia nhìn lại, các bạn thấy mình không ạ? Đó, nhìn từ trong ra. Cái này là khi mà ông Hồng Đăng đi cùng với ông mê cái này nhất đây. Vâng. Mê nhất đây. Yên tâm, hàng ghế sau mà như này nhá thì không phải lo đi gỡ bài đâu.